Hướng dẫn viên người Việt tiếp tay cho khách trung cộng chụp hình phản cảm trên cột mốc quốc gia nên đến từ Việt Nam. Báo Lao động ngày 14 tháng 11 năm 2019 loan tin, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh Cà Mau cho biết nhân viên hướng dẫn viên du lịch chụp hình cho nhóm người trung cộng đã bị đình chỉ dẫn tour là 2 tháng. Trước đó là có bảy du khách đến tham quan khu văn hóa du lịch Mũi Cà Mau đã trèo lên đứng trên cột mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 để chụp hình. Những du khách này đã tạo nhiều kiểu dáng như tay cầm chiếc dép dơ cao hoặc một tay dơ cao, một tay chỉ vào phần nhạy cảm của cơ thể. Trong sự việc này, thì có một hướng dẫn viên du lịch thuộc công ty Việt Travel đã đứng chụp hình cho 7 người khách trên. Những hình ảnh này sau đó được loan truyền trên mạng xã hội gây bất mãn dư luận mặc dù truyền thông của nhà cầm quyền không dám nhắc đến bảy du khách trên đến từ đâu nhưng một số trang tin như thời sự việt nam và mạng xã hội facebook khẳng định nhóm du khách này là người trung cộng nhiều người cho rằng là cột mốc tọa độ quốc gia là nơi thiêng liêng thể hiện chủ quyền đất nước của việt nam nên việc đứng trên cột mốc tạo dáng chụp hình của nhóm du khách trên là không chấp nhận được